Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cách nào Phaolô bị người Giuđa cáo, bèn sai mở trói truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phaolô ra bắt đứng trước mặt họ. Phaolô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là Anania biểu mấy kẻ đứng gần Phaolô vả miệng người. Phaolô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi. Những kẻ đứng đó nói rằng: Ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao? Phaolô trả lời rằng: Hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm, vì có chép rằng: Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình. Phaolô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-xê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. Người vừa nói xong như vậy thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-xê, và hội đồng chia phe ra. Vì chân người Sa-đu-xê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết. Còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều ấy. Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẫy cùng kẻ khác rằng: Chúng ta chẳng thấy trong người này có điều ác gì. Nào ai biết chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người. Vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ e Phaolô bị chúng phân thay chăng, nên truyền quân kéo xuống đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn. Qua đêm sau, Chúa hẹn đến cùng người mà phán rằng: Hãy dục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy.